Anh chị em thân mến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến anh chị em một đề mục mới trong nội dung trang thông tin của giáo phận Phú Cường: Muối men cho đời. Đây là một đề mục bao gồm bài chia sẻ dựa trên tin mừng của Chúa Nhật hàng tuần, cùng với những bài hát thánh ca được trình bày bởi các linh mục, tu sĩ và ứng sinh trong giáo phận. Để thuận tiện cho việc theo dõi, đề mục này sẽ được cập nhật từ chiều thứ bảy hàng tuần và được lưu lại cho đến sáng thứ bảy của tuần kế tiếp, với thao thức để cho hạt giống lời Chúa ngày càng được rắc gieo và chuyển nở nơi tâm hồn của nhiều người. Hy vọng đề mục mới này được anh chị em đón nhận và cổ võ, nhờ đó sứ điệp tin mừng thật sự trở nên muối men cho người. Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ cho, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho buồn và được cuốn mang trong tội lỗi. Nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. Anh chị em thân mến, thành tâm xin ăn năn thống hối và Ngài lại thứ tha, đó là lời quyết tâm trong bài hát mà chúng ta vừa nghe. Đó cũng chính là lời mời gọi của Chủ nhật thứ hai mùa vọng này. Và qua lời kêu gọi của Gioan Tẩy giả, anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Lời mời gọi của Gioan Tẩy giả cho chúng ta xác tín rằng nước trời đã được chuẩn bị sẵn sàng và luôn mở cửa để đón nhận chúng ta, dù chúng ta có như thế nào, nhưng miễn sao chúng ta phải có lòng sám hối. Đây là lời mời gọi rất khẩn thiết, cấp bách và cần thực hiện ngay. Ngày nay trên Facebook, các bạn trẻ thường có một câu nói rất thực tế khi nói chuyện với nhau rằng liền ngay và lập tức. Có lẽ lời kêu gọi sám hối vì nước trời đã đến gần cũng phải cấp bách đúng như vậy, liền ngay và lập tức. Tuy nhiên, để có thể thành tâm xin ăn năn thống hối thì trước đó phải có hành động và tác động của sự quay trở lại, sự hồi tâm. Theo nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp, sám hối được dịch từ chữ metanoia, có nghĩa là quay trở lại. Thế nên người ta nhấn mạnh đến động tác quay trở lại của một con người. Từ Hy Lạp metanoia ghi rõ sự lật ngược đó, sử dụng hai gốc từ meta nhấn mạnh đến sự đảo lộn, lộn ngược. Gốc từ thứ hai nous cho biết cái gì đã bị đảo lộn, nghĩa là phần thiêng liêng sâu nhất đáy lòng của con người. Đây là một cuộc cách mạng bên trong chúng ta. Đây là một sự xáo trộn tận gốc rễ, làm cho một người quay gót trở lại để dấn bước trong một hướng mới. Nơi đây cần một sự đấu tranh và quyết tâm trong chính bản thân mình. Và chỉ một mình bản thân mới có khả năng tự giúp mình vượt lên cùng với sự trợ giúp của ơn Chúa. Xin chia sẻ với anh chị em một câu chuyện được đăng trên website của giáo phận Phú Cường: Không quá muộn để nên thánh. Người Nhật Bản có kể một câu chuyện như sau. Zenkai là một thanh niên con của một hiệp sĩ samurai. Anh được tuyển vào phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình. Không mấy chốc, Zenkai đem lòng say mê người vợ của chủ mình. Anh lập mưu giết người chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ. Anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà, nhưng không mấy chốc người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỷ đê tiện.
Gen Cai đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác, ở đó ăn sống qua ngày bằng nghề hành khất. Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Gen Cai đã bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những hành động tội lỗi của mình. Anh quyết tâm là một việc thiện để đền bù cho quá khứ nhơ nhớp của mình. Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mình vì khí hậu khắc nghiệt cũng như vì công việc nặng nhọc. Gen Cai đem hết sức lực của mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy. Ban ngày đi khất thực, ban đêm đào đường xuyên qua núi. Gen Cai cặm cụi làm công việc ấy ròng rã trong 30 năm trời. 2 năm trước khi Gen Cai hoàn thành công trình của mình, thì người con của viên chức triều đình mà anh đã sát hại trước kia bỗng tìm ra tung tích của anh. Người thanh niên thề sẽ giết Gen Cai để trả thù cho cha mình. Biết trước mình không thể thoát khỏi án phạt vì tội ác mình đã gây ra mấy chục năm trước, Gen Cai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin: "Tôi xin sẵn sàng chịu chết, nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành công việc tôi đang làm dở. Khi mọi sự đã hoàn thất, cậu hãy giết tôi." Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha. Nhưng trong khi chờ đợi không biết làm gì, người thanh niên đành phải bắt tay vào việc đào bới đường hầm với Gen Cai mà vẫn nuôi chí báo thù cho cha. Nhưng chỉ 1 năm sau, cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn nhục chịu đựng của Gen Cai. Con đường đã được hoàn thành trước dự định, giờ đây dân chúng có thể qua lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng. Giữ đúng lời hứa, Gen Cai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Gen Cai dậy, vừa nói trong tiếng khóc: "Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi?" Anh chị em thân mến, câu chuyện trên đây hẳn hàm chứa được nhiều bài học. Và ngạn ngữ Latin thường nói rằng sai lầm vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố trong sai lầm là bản chất của ma quỷ. Nét đẹp quý phái nhất nơi lòng người đó là còn biết hồi tâm, còn nhận ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong câu chuyện trên đây hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện mà chính Thiên Chúa vẫn luôn khơi dậy trong lòng người. Và Ngài mong muốn chúng ta hãy tận dụng điều đó cho sự trở lại của mình. Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên đây có lẽ là tình liên đới đã xóa tan được hận thù trong lòng con người. Người thanh niên đã khám phá ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với Gen Cai, con người mà trước đó anh đã quyết tâm tiêu diệt cho bằng được. Quả thực, tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện bên nhau có sức tiêu diệt được hận thù trong lòng người và giúp con người lật ngược lại những dự tính xấu mà trước đó đang muốn dành cho nhau. Như thế, để có thể sám hối được, và hành động sám hối dễ thấy nhất, thiết thực nhất, quyết tâm nhất, ta có thể dễ dàng làm liền ngay và lập tức, đó là hãy sống tình liên đới với anh chị em mình. Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáng tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa con mang thân thể nặng nề, là con luôn mê mãi trần thế. Nhưng lòng
Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn hối cải, là Ngài là ai thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời giặc trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời Chúa qua khỏi sổ oan. Nhưng lòng Chúa vẫn bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn hối cải, là Ngài lại thứ tha. Đời con bao thấp hèn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, nhiều khi con chẳng trung thành là vì con đâu phải thần thánh. Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn hối cải, là Ngài lại thứ tha. Chúa không lầm khi Ngài dạy con yêu, dù đường tình con oan trái nhiều, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, từng giây dũng cảm trong lòng là từng giây hơi thở rực nở. Nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phép con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn hối cải, là Ngài lại thứ tha. Nhưng lòng Chúa qua bao là, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn hối cải.